Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, ngay chiều nay, ngày 9 tháng 1, Bộ Quốc phòng đã có thông báo chính thức vụ rơi máy bay chiến đấu Su-22 vào khoảng 11 giờ trưa nay tại tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ngày 9 tháng 1, Trung đoàn 929 đã tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Chiếc máy bay Su-22 số hiệu 5880 do Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh vào lúc 11 giờ 04 phút đến 11 giờ 14 phút thì phi công báo máy bay gặp sự cố, không thể về hạ cánh. Chỉ huy bay đã lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu vực đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng tại vị trí máy bay rơi, không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Như vậy, so với thông tin ban đầu lúc sáng báo chí nước ta đưa, đây là loại Su-22M4, chỉ có một chỗ ngồi, như vậy là chỉ có một phi công điều khiển, chứ không phải là hai người. Dẫu sao, điều quan trọng, một hay hai phi công thì phi công cũng đã an toàn, sức khỏe ổn định, cũng như không có thiệt hại nhân mạng đối với người dân. Chỉ có một người dân bị thương nhẹ do mảnh vỡ máy bay văng trúng, hiện đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Đối với tài sản người dân, ghi nhận việc khi máy bay lao xuống khu vực Sa Cát, khối phố Bình Minh đã làm tốc mái, sập tường của một hộ dân là ông Nguyễn Thanh Chính với diện tích hư hại khoảng 100m². Về vấn đề này, Quân chủng Phòng không quân, Bộ Quốc phòng sẽ có trách nhiệm khắc phục hậu quả tài sản đối với người dân. Theo phóng viên báo Tuổi Trẻ, từ lúc máy bay rơi tới giữa chiều ngày 9 tháng 1, loa phát thanh liên tục thông báo người dân không tập trung đông người, không đăng tải và chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh làm phức tạp tình hình. Những hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của vụ rơi máy bay chủ động cung cấp thông tin cho công an, bộ đội tổng hợp điều tra làm rõ vụ việc. Các hộ có vườn rau, ruộng bị mảnh vỡ máy bay rơi đã mở cửa vườn, chấp nhận hư hại tài sản và hoa màu để cơ quan thu thập đo vẽ hiện trường. Tuyến đường đi vào khu vực hiện trường đông nghẹt người dân và các xe quân đội công an, lực lượng chức năng tổ chức nhiều vòng để ngăn không cho người dân hiếu kỳ xâm phạm vào khu vực bảo vệ hiện trường. Cơ quan chức năng phân chia từng vị trí để thu thập đo vẽ hiện trường. Sau khi thu thập xong thì các mảnh vỡ được bộ đội dùng xe kéo đưa lên xe chở từ vườn ra ngoài tập kết phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Như thường lệ, mỗi khi Việt Nam xảy ra các vụ tai nạn máy bay quân sự, một bộ phận dư luận thường có cái nhìn không tích cực. Điều này hoàn toàn thông cảm được, khi mất máy bay, tổn hại tài sản là điều không ai mong muốn. Từ vụ tai nạn của Đại úy Trần Ngọc Duy vào ngày 30 tháng 1 năm ngoái tới vụ ngày 9 tháng 1 năm 2024, như vậy có thể tính rằng chỉ trong vòng một năm, ta mất hai máy bay Su-22M4, một con số nói lên một tình trạng mất an toàn bay đáng lo ngại mà Bộ Quốc phòng nói chung và Quân chủng Phòng không quân nói riêng phải có biện pháp chấn chỉnh công tác, đảm bảo kỹ thuật toàn quân. Tuy nhiên, từ vụ tai nạn này, để chúng ta quyết định loại bỏ Su-22, một dòng máy bay đã cũ thì còn phải cân nhắc nhiều điều. Mà như chúng tôi đã từng chia sẻ, đó là việc hiện nay chúng ta có 3 trung đoàn Su-22 phục vụ ở 3 miền đất nước, là lực lượng đảm trách vai trò bảo vệ không phận vùng trời, vùng biển, rất quan trọng, cùng với các trung đoàn Su-30MK2 và Su-27SKUBK. Vậy, bây giờ, ngay trong năm nay, cho nghỉ hưu Su-22, chúng ta sẽ lấy cái gì ra để chám vào lỗ hổng để lại ở 3 miền, trong khi số Su-30 hiện nay ta chỉ có 35 chiếc, Su-27 là 10 chiếc hoạt động tốt. Mua mới thì giải pháp là gì? Chưa tính tới thời gian, nhà thầu sản xuất máy bay mới phải tính bằng con số hàng năm trời. Chỉ lấy ví dụ thương vụ mua 12 máy bay huấn luyện sơ cấp T-6C/T-2 của Mỹ ký mùa năm 2021 mà dự kiến trong cuối năm nay mới bắt đầu bàn giao hàng và đến năm 2027 mới hoàn thành 100%. Với một dòng máy bay sơ cấp, động cơ cánh quạt, đơn giản hóa mà còn lâu như vậy thì với máy bay chiến đấu phức tạp hơn sẽ không nhanh lắm đâu. Đành rằng Su-22 đã cũ, hệ số kỹ thuật kém và có thể gặp trục trặc nhưng không có nghĩa rằng một năm rơi vài chục chiếc. Tính sơ sơ trong khoảng 10 năm trở lại đây, ta mất 5 máy bay loại Su-22 trong các năm 2015, 2018, 2023 và 2024. Ở phía ta thì phải nói rằng rất đau xót, nhưng tính trên bình diện thế giới thì tỷ lệ này vẫn gọi là thấp. Tương tự, 13 vụ tai nạn F-16 trong vòng 4 năm qua cũng được coi là mức chấp nhận được, chỉ khác là diễn ra trên bình diện toàn thế giới. Su-22 là loại máy bay cũ nhưng cũng lưu ý cho không ít máy bay chiến đấu loại F-16 cũng được sản xuất từ thập niên 80 đến nay vẫn còn được sử dụng. Tại sao không bỏ hết đi? Đơn giản vì với nhiều quốc gia, đào đâu ra cái gì thay thế để mà bỏ hết đi. Vậy, mất bao nhiêu máy bay chiến đấu mới là nhiều, mới là phải cho về hưu ngay lập tức? Nói thẳng luôn, hiện thế giới họ không có quy định nào để gọi là tỷ lệ cao về số vụ tai nạn đến ngưỡng phải cho nghỉ hưu.
Các nước sẽ cho dòng máy bay đó về hưu dựa theo đánh giá lực lượng và tình hình thực tế, các mối đe dọa với mình trước khi quyết định cuối cùng. Không tự dưng mà, không quân Ấn Độ mất tới 400 chiếc MiG-21 trên tổng số 1.200 chiếc được sản xuất trong vòng 60 năm hoạt động. Tính sơ sơ là mất 1/3 phải không ạ? Con số này cũng thuộc dạng cao khủng khiếp. Chưa kể, trong 400 vụ rơi MiG-21 đã khiến họ tổn thất 200 phi công, gây ra cái chết cho 60 thường dân. Số MiG-21 thiệt hại nhiều tới mức từ Ấn Độ đã khai sinh ra thuật ngữ quan tài bay được nhiều bên sử dụng rộng rãi và thường xuyên áp dụng với mọi dòng máy bay Nga và Liên Xô mà chẳng đếm xỉa gì tới con số và tỷ lệ. Nhưng bất chấp dư luận, bất chấp truyền thông, dòng máy bay này vẫn còn hoạt động cho tới tận hôm nay với 36 chiếc còn lại và đúng theo kế hoạch họ đã vạch ra vào thập niên 2010, số MiG-21 sẽ được nghỉ hưu từ năm 2025 trở đi. Với một lực lượng không quân giàu có như Ấn Độ, sở hữu nhiều loại máy bay tiên tiến của Nga và châu Âu, nhưng họ vẫn bám víu số MiG-21 đã rất giả cỗi, thì thế để thấy rằng quyết định loại bỏ một dòng máy bay không phụ thuộc vào câu chuyện nó cũ, nó rơi nhiều, mà là phụ thuộc vào câu chuyện, vai trò, lực lượng kế cận và có thể là hạn sử dụng sau cùng. Và để chuẩn bị cho cái ngày này, Ấn Độ đã nỗ lực phát triển dự án tiêm kích nội địa LCA Tejas từ thập niên 80, mà thành quả cho tới nay là 50 chiếc Tejas đã được sản xuất với sự nỗ lực của công nghiệp quốc phòng nội địa cũng như hợp tác với các nền khoa học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Israel, các nước Tây Âu và Nga. Từ năm 2016, phi đoàn Tejas đầu tiên đã được đưa vào biên chế với nhiệm vụ thay thế MiG-21. Không quân Ấn Độ đã mua tổng cộng 123 chiếc với 97 chiếc đang được tiếp tục sản xuất. Được biết, Ấn Độ từng chào hàng Việt Nam máy bay LCA Tejas thay thế MiG-21 nhưng không thành. Đó là Ấn Độ với Việt Nam thay thế cho Su-22 là gì, đến nay vẫn chưa thấy quân đội ta tỏ rõ một ý đồ. Chỉ biết rằng ta đã và đang sử dụng 12 máy bay huấn luyện chiến đấu kiêm chiến đấu cơ hạng nhẹ Yak-130 cho vai trò bắn, ném bom liên tục suốt 2 năm qua. Đã có các thông tin sơ bộ về khả năng Yak-130 sẽ đảm bảo một phần năng lực của Su-22, nhưng để trở thành phương án thay thế Su-22 thì lại cần thêm về số lượng. Số lượng là bao nhiêu, đó sẽ là câu chuyện không dễ tính toán trong bối cảnh hiện nay. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang hết sức khốc liệt và chừng nào cuộc chiến chưa kết thúc, chừng đó việc mua bán bất cứ điều gì không phải là điều dễ dàng. Hướng thứ hai, đó là câu chuyện Việt Nam có thể nhập khẩu dòng máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã được báo chí phương Tây đồn đoán từ sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào năm ngoái. Cho tới giờ phút này, vẫn chưa thấy một tín hiệu rõ ràng nào liên quan tới thương vụ này liệu có thể trở thành hiện thực hay không. Nhưng kể cả là có tín hiệu tốt, F-16 sẽ không thể tới Việt Nam trong năm 2024, 2025, thậm chí là 2026. Nên nhớ rằng, nước Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống, mà mỗi lần như vậy, mọi vấn đề về thỏa hiệp chính trị, quân sự sẽ phải chờ, đặc biệt là với các khu vực được coi là nhạy cảm với nước Mỹ. Ở đây còn chưa nói tới việc tốc độ sản xuất F-16 sẽ không nhanh tới mức năm 2024 Việt Nam bỏ Su-22, 2025 sẽ nhận F-16. Được biết, Iraq mua 18 chiếc F-16 vào mùa hè năm 2009, nhưng mãi tới năm 2014 mới nhận chiếc đầu tiên và mất thêm 3 năm nữa để hoàn tất hợp đồng mua 18 chiếc. Như vậy, tổng thời gian từ lúc ký mua tới lúc nhận bàn giao là 8 năm. Do đó, đành rằng Su-22 là cũ, nhưng bằng bất cứ hành động gì, hãy mong các cụ Su-22 luôn khỏe để tiếp tục ở trên bầu trời Việt Nam tới năm 2030 đi anh em, ít nhất là tới khi rõ ràng một phương án thay thế. Cũ thì cũ thật, nhưng bảo rằng để Su-22 về hưu luôn thì ai sẽ chám chỗ trống mà nó để lại. Tính ra, ở phía Bắc hiện chỉ có 2 trung đoàn Su-30 và miền Trung có 1 trung đoàn Su-27 và miền Nam là 1 trung đoàn Su-30. Nếu bảo bỏ Su-22 luôn vào ngày đó các bạn, kể mà trung đoàn của ta biên chế đủ 36-48 chiếc thì bỏ Su-22 ngay cũng được. Nhưng thực ra, các trung đoàn tiêm kích hiện đại hiện nay biên chế chỉ 10-12 chiếc. Thành ra là, Su-22 ơi, cố lên cho chúng cháu được nhờ.